Wind. How do you unwind? Sao không thư giãn đi? Bạn thư giãn như thế nào? How do you unwind? How do you unwind? I relax by reading. Tôi thư giãn bằng việc đọc sách. Who will accompany you to the party? Who will accompany you to the party? Who will accompany you to the party? Who will accompany you? For the first line, quả ngắt thứ nhất, to the party, quả ngắt thứ hai. Người Mỹ sẽ phát âm party chứ nó không phát âm là party. Party cũng được, party cũng được. I'll probably go. Và khoảng ghép thứ nhất by myself bằng chính tôi. I'll probably go by myself. Probably go. I'll probably go. Slash bằng thứ nhất by myself. I'm afraid Mr. Davis isn't in the office. I'm afraid Mr. Davis isn't in the office. I'm afraid Mr. Davis isn't in the office. I'm afraid Mr. David isn't in the office. Mr. David isn't in the office, vì trước nguyên âm o. I'm afraid Mr. David isn't in the office. Và ngắt thứ hai, tôi nghĩ rằng ông David không ở trong văn phòng. May I leave a message. Leave, chỉ leave kết thúc bằng chữ v và mình nối qua chữ a bên này. Leave a message. May I leave a message lên giọng cuối câu. Tôi có thể để lại tin nhắn không? Lên giọng. May I leave a message lên giọng cuối câu. How many people work at your company? How many people work at your company? How many people work at your company? Ở đây có hai quả ngắt. How many people work? Quả ngắt thứ nhất at your company. Quả ngắt thứ hai. There are 25 people in our firm. Quả ngắt thứ nhất. There are 25 people. Quả ngắt thứ hai. In our firm. Có 25 người trong công ty của chúng ta. Chữ firm nó bằng với company. Do you like his sense of humor? Do you like his sense of humor? Do you like, và ngắt thứ nhất, his sense of humor, và ngắt thứ hai, his sense, chữ sờ, nối với chữ o với âm bên cạnh, sense, kết thúc bằng phụ âm sờ, chữ sờ này sẽ nối với chữ o bên cạnh. Do you like his sense of humor? Khoảng ngắt thứ nhất, do you like, khoảng thứ hai, his sense of humor, lên giọng của câu. Vì đây là câu hỏi yes, no, question, có hay không. Do you like his sense of humor? Yes, he's pretty funny. Vâng, anh ấy thật là vui nhộn. Yes, he's pretty funny. Yes, he's pretty funny. Pretty hoặc là pretty theo tiếng Mỹ, funny, xuống giọng luôn. Vâng, anh ấy thật là hài. I hope our team defeats them. 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 Và ngắt thứ nhất, I hope. Our team. Và nó thứ hai, defeat them. I hope. Có
thể là bằng cách thứ nhất I hope rồi bắt đầu kết, mở đầu và kết thúc một câu này Our team defeats them tôi ước gì đội chúng ta đánh bại họ trả lời It's without a doubt là khoảng cách thứ nhất that they will win là khoảng cách thứ nhất It's without a doubt that là khoảng cách thứ nhất they will win chẳng nghi ngờ gì họ sẽ thắng Did you do anything interesting this weekend? Did you do anything interesting this weekend? Did you do anything interesting this weekend? Lên giọng. Mình nói lại. Did you do anything slot? Khoảng cách thứ nhất. Interesting this weekend? Lên giọng ở cuối câu. Câu hỏi yes, no, question. Câu này có thể được nói là Did you do anything which is interesting this weekend? Và thu gọn lại Which is thu gọn lại là Anything interesting Nhấn vào chữ interesting Lên giọng Interesting lên giọng Và nhẹ nhẹ và lên giọng tiếp một lần nữa Interesting this weekend Bạn có làm gì thú vị vào cuối tuần này không? Yes, I went hiking Vâng, tôi đi leo núi Yes, I went hiking lại xuống giọng Hai tông How long has Mrs. Graham's store been up and running? How long has Mrs. Graham's store been up and running? How long? Has Mrs. Graham's store been up and running? Khoảng cách thứ nhất, how long? Has Mrs. Graham's store been up and running? Xuống giọng. How long? Has Mrs. Graham's store been up and running? Càng ngày càng xuống. Has Mrs. Graham's store xuống giọng. Been up and running. Đạp giọng xuống một lần nữa hai tông. Và nói bằng hơi bụng. Thế bao lâu rồi? How long? Cái cửa hàng của bà Graham á được xây dựng nên, thành lập nên. Và vận hành running chạy vận hành ở đây á, là bị động của từ hiện tại hoàn thành tiếp diễn how long has it been up and running nha how long has Mrs. Graham's store been up and running câu nói ngay tình huống cuộc sống For 30 years, đã 30 năm rồi. Do you think the new company will succeed? Do you think the new company will succeed? Do you think slot khoảng cách thứ nhất, the company, new company will succeed? Lên giọng. Câu hỏi yes no question. Do you think khoảng cách thứ nhất the new company will succeed lên giọng. Bạn có nghĩ là công ty mới này sẽ thành công không? I think they will do very well. Xuống giọng. Tôi nghĩ là họ sẽ làm tốt thôi. Những câu này theo nội dung ý nghĩa là sai hết hoàn toàn. Tôi là nhà kinh doanh giỏi hay I work for trading company không? Tôi làm cho công ty kinh doanh buôn bán hay là không? Sai hoàn toàn. Do you think they will tie the knot? Do you think they will tie the knot? Do you think slot và ngắt thứ nhất they will tie the knot và ngắt thứ hai Do you think they will tie the knot? Do you think they will tie the knot? Cụm từ tie the knot tiến tới hôn nhân kết hôn thắt chặt. Dây cúc. Đây là từ lắm, đây là cụm từ bằng tiếng Anh phrasal verb có nghĩa là đi tiến tới hôn nhân và thắt cúc. I hope so. They've been dating for 5 years. Tôi hy vọng là thế vì họ đã hẹn hò nhau 5 năm nay rồi. Hiện tại hoàn thành tới bây giờ
làm tiếp diễn tới bây giờ vẫn còn tiếp diễn liên tục như thế, thì tất nhiên là họ phải tiến tới hôn nhân, mối quan hệ càng ngày càng sâu sắc, cho nên thắt cho nó thắt cút lại càng ngày càng bền chặt hơn.